Sáng ngày 18 tháng 12 tại thị xã Sa Pa, Lào Cai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng biến tính khiến nhiệt độ giảm sâu. Sau, sau băng giá tại đỉnh Phan Si Băng đã xuất hiện sương muối với cường độ mạnh phủ trắng núi rừng. Đây là đợt sương muối thứ hai xuất hiện tại đỉnh Phan Si Băng tính từ đầu tháng 11 năm 2022 đến nay. Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ ngày 17 tháng 12 không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm sâu so với ngày hôm trước, gây nên hiện tượng băng giá tại thị xã Sa Pa và một số khu vực vùng cao của Lào Cai. Lúc 7 giờ ngày 18 tháng 12, trạm khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 12,8 độ C. Thị xã Sapa giảm còn 2 độ C. Dự báo đêm nay 18 tháng 12, nhiệt độ các địa phương của Lào Cai vẫn trong tình trạng giảm thấp và xuống mức 9 đến 11 độ C, nhiệt độ vùng cao trong khoảng 3 đến 5 độ C. Cơ quan chức năng khuyến cáo các khu vực vùng núi trong toàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt tại nơi có độ cao từ 2.000m trở lên, cần đề phòng băng giá sương muối xuất hiện gây hại.